SUV Neta L vừa trình làng với 4 phiên bản cùng mức giá từ 424 triệu đến 522 triệu. Neta là thương hiệu từ Hozon Auto, thành lập năm 2014 và bắt đầu bán xe tại Trung Quốc từ năm 2019. Hiện tại, họ đang có 5 mẫu xe gồm Neta X, Neta V, Neta GT, Neta S và Neta L. Neta L là SUV chạy điện hạng C cạnh tranh với Mazda CX-5, Honda CRV, v BID Song Plus. Kích thước của Neta L là dài 4.770mm rộng 1900mm, cao 1660mm, chiều dài cơ sở 2 2810mm. SUV 5 chỗ này dùng mâm hợp kim 18 hoặc 19 in. Sức chứa khoang hành lý 583 lít, có thể tăng lên 1 434 lít khi gặp hàng ghế sau. Theo Neta, nội thất của lở mang tới không gian sống thoải mái. Công ty định nghĩa nó là sự kết hợp của công nghệ tiên tiến với thiết kế nội thất thoải mái và rộng rãi, hệ thống giải trí cao cấp và trải nghiệm lái ấn tượng. Các tính năng đáng chú ý bao gồm màn hình kép cho ghế hành khách phía trước. Ngoài ra, NETA L còn có ghế ngồi giống như kiểu ghế sofa và có thể ngả ra phía sau. Giữa hai ghế trước có tủ tích hợp ở bảng điều khiển trung tâm. Hơn nữa, NETA L hiểu được nhu cầu cá nhân của người sử dụng xe điện bằng cách kết hợp các tính năng như tủ lạnh ô tô và bàn có thể gập lại. Do đó, NETA L không chỉ là một phương tiện di chuyển mà còn biến thành một không gian cá nhân vừa thoải mái vừa tiện dụng, như một không gian sống cung cấp sức mạnh cho Neta L là động cơ xăng 4 xi lanh dung tích 1.5 lít kết hợp đồng động cơ điện. Cả hai sản sinh tổng công suất 231 mã lực, mô men xoắn cực đại 310 mã lực. Hộp số 1 cấp. Thời gian tăng tốc từ 0 đến 100 km h trong 7.3 giây, tốc độ tối đa 180 km h Mức tiêu hao nhiên liệu ở đường hỗn hợp là 0.9 tức chưa tới 1 lít xăng cho 100 km. Neta L sử dụng pin lithium iron phosphate do CATL cung cấp dung lượng pin 30kW hoặc 40kW mang tới phạm vi hoạt động thuần điện 220km hoặc 310km, tốc độ sạc từ 30 đến 80% trong 19 phút.